ngày 8 tháng 6 liên quan đến vụ 30 học sinh trường trung học cơ sở Hương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình hành hung bạn học khiến em này không thể thi vào lớp 10. Ông Võ Danh Thuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Thủy cho biết, sự việc đã xảy ra 6 ngày nhưng đến nay nhà trường chưa có báo cáo bằng văn bản. Ông Thuấn cũng bất ngờ trước đó có một học sinh khác bị đánh hội đồng nhưng nhà trường giấu nhẹm. Ngày 8 tháng 6, có mặt tại xã Hương Thủy, nhiều phụ huynh học sinh phản ánh, vào giữa tháng 4 năm 2023, có một học sinh lớp 9C cũng bị 6 bạn học trong lớp này đánh hội đồng trên đầu, khiến học sinh này hoảng loạn gần một tuần. Ông Đinh Như Sơn, sinh năm 1972, thôn Đấu Tranh, xã Hương Thủy cho biết, cháu H là con trai ông, học ở trường trung học cơ sở Hương Thủy, cùng lớp với cháu V bị 30 bạn hành hung. Trước đó vào giữa tháng 4, H thắc mắc vì sao trống đánh sớm giờ vào học, lập tức có 6 bạn cùng lớp cao to hơn đánh phủ đầu. Cháu hoảng loạn chạy về nhà. Sự việc sau đó gia đình báo hiệu trưởng nhưng không được xử lý thỏa đáng mà em còn bị hạ hạnh kiểm từ tốt xuống khá. Ông Võ Danh Thuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Thủy cho biết, vụ cháu H bị đánh, nhà trường không báo cáo với địa phương. Trở lại vụ việc cháu V bị 30 bạn hành hung, ông Thuấn cho biết, đến nay ban giám hiệu nhà trường chưa có một văn bản báo cáo chính thức với Ủy ban Nhân dân xã để địa phương có hướng báo cáo xử lý đúng trình tự. Trong một diễn biến khác, người dân xã Hương Thủy hết sức bức xúc khi nhà trường yêu cầu ít nhất 16 học sinh viết bản tường trình hành hung cháu V, thì các học sinh này chụp ảnh, đưa lên các hội nhóm tự sướng với bản tường trình. Theo chị Võ Thị Thắm, sinh năm 1979, mẹ của cháu V cho biết, cháu V đã có nhiều lần vì bị đánh hội đồng nên đã viết đơn gửi hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nhà trường, nhưng đều bị giấu nhẹm. Các phụ huynh phản ánh với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, nhà trường cấm toàn bộ học sinh cấp 2 chia sẻ các bài báo liên quan đến vụ việc. Liên quan đến sự việc, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đã liên hệ với hiệu trưởng Võ Huy Thuật, ông này nói bận rồi cúp máy. Ông Nguyễn Văn Vững, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Lệ Thủy cho biết, phòng đã lập đoàn kiểm tra đột xuất, yêu cầu trường báo cáo cụ thể chi tiết, sau đó sẽ có hướng xử lý đúng quy định. Ngày 8 tháng 6, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 7 tháng 6, Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa. Việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động trái phép nêu trên và không tái diễn vi phạm tương tự trong tương lai. Ngày 8 tháng 6, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thủy Ngân, phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 3 trường hợp ngộ độc nấm chuyển từ Tây Ninh lên là người trong một gia đình, gồm chồng, vợ và con gái. Trong đó người chồng đã tử vong, người vợ đang nguy kịch. Cụ thể, trong quá trình chuyển viện, người chồng 44 tuổi bị khó thở, suy hô hấp, được đặt nội khí quản, bóp bóng. Tuy nhiên, bệnh nhân tử vong tại khoa cấp cứu. Người vợ 44 tuổi và con gái 17 tuổi được chuyển lên khoa bệnh nhiệt đới trong tình trạng suy gan cấp, men gan tăng rất cao kèm theo rối loạn đông máu. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe con gái đã cải thiện nhưng phải theo dõi thêm chức năng gan và rối loạn đông máu. Người vợ vẫn nguy kịch, rối loạn chức năng gan diễn tiến xấu, tiên lượng khó qua khỏi. Chiều ngày 8 tháng 6, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp nữ bệnh nhân 50 tuổi ngụ quận 7 bị tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng tại một bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả chẩn đoán hình ảnh bụng ghi nhận dịch tự do ở bụng lượng nhiều, dịch máu quanh gan, khí tự do ổ bụng, có túi giả phình bó mạch thượng vị dưới bên phải với kích thước 10x17mm, có dấu xuất huyết hoạt động vùng hố chậu phải và hạ vị. Trong khi mổ, bác sĩ ghi nhận tình trạng xuất huyết nội do rách mạch máu mạc nối lớn nằm dưới cơ thành bụng và đã cầm máu. Bệnh nhân được ghi nhận mất 6 lít máu và đã được truyền bù máu. Đến chiều ngày 8 tháng 6, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, giao tiếp được.
Sáng ngày 8 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hội đồng kỷ luật của đơn vị này đã họp và xử lý kỷ luật ông T, phó trưởng ban phong trào của đơn vị này bằng hình thức cảnh cáo. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 31 tháng 5, tại khu vực bến thuyền du lịch Tòa Khâm, đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế, một người đàn ông được đưa từ thuyền rồng dưới sông Hương lên bờ trong tình trạng không làm chủ được bản thân, có dấu hiệu sử dụng nhiều rượu bia. Người này được đưa vào nhà của ban quản lý bến thuyền để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, người đàn ông này đã nôn, cởi áo và quần dài rồi la ó, chửi bới, quậy cả khu vực bến thuyền. Lúc này, người dân địa phương, một số chủ thuyền, nghệ sĩ biểu diễn ca Huế và nhiều du khách qua lại chứng kiến. Ngày 8 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, chi bộ ấp Nhà Phấn đã tổ chức kiểm điểm đối với ông Nguyễn Minh Khuôn, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Phú và kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách. Trước đó, tối ngày 21 tháng 3, Tổ tuần tra kiểm soát Công an tỉnh Cà Mau phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Khuôn, điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,25mg đến 0,4mg một lít khí thở, tương đương 0,299mg, không có giấy phép lái xe. Tại thời điểm bị kiểm tra, ông Khuôn tự khai nghề nghiệp lao động tự do. Sau đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh ra quyết định xử phạt ông Khuôn với số tiền 6 triệu đồng và ông Khuôn đã chấp hành xong quyết định xử phạt. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cà Mau thông báo vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông của ông Khuôn, gửi về Ủy ban Nhân dân huyện Cái Nước xử lý theo quy định. Chiều ngày 8 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế, Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Giàu, trú tại phường An Cựu, thành phố Huế có hành vi cho vay nặng lãi. Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 9 năm 2021 đến ngày bị bắt, Giàu đã cho nhiều người vay dưới hình thức vay trả góp với lãi suất từ 121,67% một năm đến 456,25% một năm, thu lời bất chính hơn 110 triệu đồng.